Món cá phải là cá ốp nha bạn. Hôm qua lấy từ xin xin bên nhà mẹ một con này, vì chắc gia mình ăn quen cái này là cá rồi này. Hình như một con này là 4.000 hay sao á, đắt lắm bạn. Mình sẽ làm nha bạn, làm ăn cơm nha, làm ăn cơm sáng sớm nha bạn. Đây cá, sao vĩ cùng này, xà này, xà này, ớt, ớt này, ớt nhỏ, còn bột ngọt nữa, dầu, thớt nữa, và tin là chắc nữa. Đấy. Không thiếu đây là lá chuối nha bạn, lá chuối, tiêu mình của quân nè. Cá này kết hợp với cà cà đắng ở cà này không có. Đấy, mình cắt mình khúc khúc này bạn ơi, mình bỏ vào lá chuối này, cắt xả nha bạn, cắt xả này. Món này ngày xưa mà ông bà ngày xưa là không thiếu cá, do bên này là thay đổi rồi, thời hiện đại rồi bạn. Ngày xưa thì ông bà ăn không có, là người kinh còn xa để cần quá, thì thịt gì cũng có, lợn heo. Ngày xưa thì ông bà ăn cơm với lá mì, cá cá khô thì ít, chắc là nó đi bắt bắt cá cá suối, nó bẫy cua. Đấy. Ăn ít. Làm công nhân mệt quá mà không mua được thịt ngon để bồi dưỡng sức khỏe các bạn. Tháng lấy ít cắt trong xà các bạn nhé, cắt ớt nha, ớt
Này là chủ nhật vắng. Cắt sông xá rồi nha bạn. Xá. Đấy. Xá này, ớt này. Bột ngọt nữa bạn ạ, bột ngọt này. Đủ bột ngọt nha. Không thiếu bột ngọt. Mì cá nó mặn quá. Mình phải đủ bột ngọt. Đấy. Xong mình trung đều nha. Thế là xong rồi bạn. Mình kim kim cái dây nhá. Mình xé ra này bạn. Xé ra thì nó mụn bụng. Gấp lên này nha. Gấp lên này. Đấy. Bụt này. Món này chắc người Kinh không biết đâu nha, trong làng biết thôi, người Kinh đâu có ăn nó mặn đâu. Đây là món trong làng các bạn nha. Thế mình bỏ lửa nha, tí là chờ nha. Để rau này chín rồi nè. Đây mặt. Đấy. Mình chờ đợi trong vòng khoảng 20 phút cho nó chín. Đây nha bạn, mình sẽ dùng clip nha đây nha. Cảm ơn bạn rất nhiều.